rồi hôm nay chúng ta sẽ đến bí kíp số mấy anh chị ơi kíp số 10 đúng không ạ à? kíp số 10 anh chị nha để chúng ta gia tăng cái dòng tiền của mình lên rồi đó chính là chúng ta phải luôn sống ở thời điểm luôn sống ở hiện tại anh chị à, như thể là các anh chị đã đạt được mục tiêu rồi nghĩa là chúng ta luôn luôn sống như thể là mình đã đạt được mục tiêu rồi anh chị nha ừ. có nghĩa là nếu mà các anh chị nói rằng là mình anh chị đặt mục tiêu là mình là người thành công đúng không ạ à? À mình là người giàu có thì không phải là đợi đến khi mình thành công giàu có rồi thì mình mới chỉnh chu trong cách ăn nói chỉnh chu trong cách ăn cách ăn mặc anh chị mà là chúng ta phải gì ạ à? làm cái điều đó trước khi mà chúng ta trở thành người thành công tại vì anh chị biết không tiềm thức của mình ấy là không có biết được rằng là là các anh chị là đang 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 thực thực tế hay là không thực tế anh chị ha à? Nhưng là không biết cái nào thật cái nào là ở trong tâm trí thôi nên khi mà các anh chị rèn vũ mình ở bên ngoài ờ, thông qua cái uh, cách nói chuyện ăn mặc ăn mặc của mình ờ, thì sao anh chị tìm thức nó sẽ nói gì ạ à? ờ, chủ nhân của mình là 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 cái người thành công cho nên là mình phải hấp dẫn thêm nhiều những cái điều giúp cho cái chủ nhân của mình đạt được cái mục tiêu thành công hơn nữa tại vì anh chị biết không Mà cái lúc trước ấy, anh chị tú đã tận dụng cái 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 bí kíp này là chính là sống như thể là mình đã đạt được cái mục tiêu rồi anh chị nha À đó chính là tôi có từng chia sẻ với các anh chị rằng là uh, trong cái nhóm Zalo anh chị uh, trên Facebook ấy thì khi mà tôi có những cái mục tiêu nào anh chị thì tú thường để chế độ chỉ mình tôi uh, chỉ mình tôi thôi anh chị uh, Tôi bắt đầu ghi những cái uh, status anh chị status đấy là những cái câu um, caption đấy uh, ghi bằng tiếng việt uh, ghi bằng tiếng việt anh chị là mình ghi rằng là gì à là mình đã có được cái uh, ngôi nhà này rồi mình có được cái xe này rồi và mình ăn mừng như thể là gì mình đang miêu tả là cái khoảng khắc mà mình đã có được cái giờ điều đó anh chị và thậm chí là những cái chuyến đi vòng quanh thế giới đi châu âu hay đi những cái quốc gia mà mình rất là khao khát đến anh chị thì tôi cũng lên trên google tải hình về và mình hình dung tưởng tượng là mình đã đặt chân tới đó tới đó rồi anh chị và mình thấy là mình đang đứng ở chỗ đó mình chụp hình à, mình thấy chỗ đó mình chụp hình anh chị xong rồi mình À, đăng chế độ chỉ mình tôi là mình đang uh, miêu tả rằng uh, tuyệt vời quá tôi đã đặt chân đến uh, tháp Eiffel rồi uh, tôi đang có mặt tại châu rồi vô cùng tuyệt vời uh, một lần uh, chúng ta hãy uh, thờ khắc mình ra quyết định thì số mệnh mà được hình thành uh, hãy cùng uh, uh, ra quyết định là có một cuộc sống thành công giàu có hạnh phúc khỏe mạnh chọn bạn cả cuộc đời này giống như tú các anh chị ơi mới là ghi cái câu đó ra giống như kiểu là mình đang kêu gọi mọi người là truyền uh, cảm hứng cho mọi người kêu gọi mọi người hãy uh, ra quyết định đi anh chị. Và tôi đã đăng cái chế độ chỉ mình tôi anh chị nha. Và rất là tuyệt vời chính là năm 2018 thì tôi cũng đã đặt chân đến cho anh chị. À, hay là sở hữu xe cũng thế, ô tô cũng thế anh chị. Là lên trên Google tải về. Tải về anh chị. Xong rồi đặt uh, đăng lên chế độ chỉ mình tôi ở trên Zalo Là uh, lòng tôi đã đón nhận nó chiếc xe là của tôi. Uh, tôi đang ngồi trên chiếc xe màu xanh uh, nội thất màu nâu uh, vu trên con đường uh, Nguyễn Di Trinh uh, quận 2 À, đấy được mà nghĩa là và anh chị biết một điều rất là tuyệt vời là khi những cái gì mà các anh chị tin tưởng nha và những cái gì mà anh chị tin tưởng thì tiềm thức sẽ tin tưởng và khi mà tiềm thức tin anh chị khi mà tiềm thức tin anh chị thì nó sẽ làm mọi cách để biến cái điều đó trở thành sự thật thông qua cái việc đó chính là nó mang cho các anh chị những cái nguồn lực để các anh chị nhưng mà các anh chị phải nắm bắt và khi nguồn lực đến thì anh chị phải đủ cái năng lực để anh chị giờ để mà chúng ta có thể là gì sử dụng cái nguồn lực đó để giúp cho mình đạt được mục tiêu ví dụ như tìm thức cho sẽ cho anh chị giờ, một cái cơ hội kinh doanh Mà giúp cho các anh chị hãy tạo nguồn thu nhập thụ động không giới hạn nhưng bây giờ ai làm người ta cũng tạo được cái thu nhập thụ động không giới hạn người ta tạo thu nhập uh, không giới hạn anh chị mà mình uh, cầm cái đồ cầm cái cơ hội đó quăng qua quăng lại như cái banh vậy anh chị quăng qua quăng lại như cái banh vậy đó giống như bây giờ đưa một cái quả banh vào trong tay của một cái người gọi là không có kỹ thuật là đá bóng thì coi như là nhiều người người ta nói như vậy nè có một cái trái banh thôi phát cho mỗi người một trái đi mắc mới gì mà trên sân là có một trái banh dành tới dành lui đúng không anh chị ơi à? đó là những người người ta không phải là những người chuyên gia anh chị không phải là những vận động viên hay khi mà các anh chị đưa cái đồ nghề làm mộc ấy cho cái người mà không có kiến thức gì về làm mộc hết thì đưa cho người ta giống như là cái công cụ nó giống như là thừa vậy đó cho nên là có một số anh chị hay hỏi tôi như vậy nè em ơi bây giờ có kinh chưa có kinh doanh mà học kinh doanh làm gì học bán hàng làm gì học uh, học marketing làm gì nào kinh doanh này học ừ. chính bởi vì chúng ta có tư duy đó nên là khi cơ hội đến chúng ta để nó lướt qua như cơn gió anh chị tại vì sao cơ hội nó đến cái xong mình đứng mình ngó mình cầm mà mình cầm nó lính qua lính quấn cái nó rớt luôn anh chị phải học kinh doanh trước rồi mới làm kinh doanh anh chị thậm chí là cơ hội chưa đến các anh chị cũng cần cũng cần phải gì ạ à? học để chuẩn bị khi mà cơ hội đến thì mình bắt đầu và mình triển khai chứ một số anh chị mang tư duy ngược á nào kinh doanh này học bởi vì anh chị mang tư duy đó nên là cả đời mình đi làm thuê ấy. tại vì nếu mà các anh chị không học kinh doanh trước thì tiềm thức nó sẽ nói vậy nè chủ nhân đâu có muốn uh, thành công đâu cho nên là nó không có hấp dẫn cơ hội cho các anh chị nha. Mà nó để gì à? Khi nào chủ nhân ra quyết định là nó mới cho cơ hội đến. Nó mới cho nguồn lực đến. Cho nên là các anh chị cần phải học kinh doanh trước. Thì tìm hiểu mới biết được rằng à, chủ nhân mình thích làm kinh doanh. Chủ nhân mình là một cái người doanh nhân. Tại vì các anh chị chuẩn bị tất cả mọi thứ rồi. Khi cơ hội đến các anh chị triển khai và các anh chị giờ cũng sẽ gặp những cái không có thuận lợi những cái điều chưa thuận lợi trên cái hành trình mình đi như bao nhiêu người thôi nhưng mà theo các anh chị một cái người có sự chuẩn bị về kiến thức, về kỹ năng, về tư duy thì họ kinh doanh dễ dàng hơn hay một cái người chẳng biết gì mà lao về kinh doanh thì theo anh chị ai sẽ có cái xác suất thành công cao hơn ạ? À? Theo anh chị là ai ạ? À? Người thứ nhất. Cho nên là những anh chị nào mà hay nói với tôi như vậy nè. Học doanh nhân ấy chị có kinh doanh gì đâu đi làm thuê ở đây nè có học gì đâu à? ờ, có kinh doanh gì đâu mà học làm gì dạ vâng nên là chị mới làm thuê cả đời đó tôi nói thấy chị có mục tiêu có kế hoạch là sau này sẽ kinh doanh không có nhưng mà khi nào có sản phẩm bán rồi mới kinh doanh chứ rồi thì mới học kinh doanh chứ giờ học ra thừa chứ dễ làm gì trời tôi nói thật với các anh chị ai mà nói rằng kiến thức học là thừa thì thử ngu dốt cả đời xem <laughs> tại vì đối với tú hình tại vì anh chị biết ông tất cả những kiến thức mà mà chúng ta đang thấy chúng ta đang nó đang hiện hữu xung quanh mình anh chị không có cái nào mà nó thừa chỉ quan trọng là khi nào nó ứng dụng nó dùng cho cái việc gì và khi nào thôi anh chị cho nên là các anh chị nào mà chúng ta mong muốn là mình ra quyết định là mình trở thành cái người thành công anh chị các anh chị cần phải chuẩn bị những cái phẩm chất tố chất kỹ năng tư duy kiến thức nói chung phải đầy đủ bên trong trước thì khi mà cái cơ hội đến thậm chí bắt tay vào kinh doanh anh chị là mình tạo ra kết quả luôn chứ trong khi mà cũng cái cơ hội đó người ta coi như người ta vô người ta tạo ra kết quả là mình vẫn đang lính qua lính quýnh là học về học về bán hàng xong học về chân dung khách hàng học về khơi gợi nhu cầu học xử lý từ chối coi như là thị trường người ta có nhiều khách hàng người ta qua bên kia hết trơn rồi mình thì ngồi ngó đúng không ạ à? cho nên là hơn nhau ở chỗ ai có tầm nhìn thôi anh chị nha. ai có tầm nhìn thôi cho nên là những anh chị nào chúng ta đang mang tư duy ngược lại ở học doanh nhân đi hỏi doanh nhân học là để làm kinh doanh mà em chứ giờ chị có kinh doanh đâu học dạ nên thế nên là chúc mừng chị chị tiếp tục đi làm thuê dạ Tại vì anh chị biết không ạ, à? Tú hơn anh chị một cái là Tú học kinh doanh sớm hơn cái anh chị. Cho nên cái cơ hội nào nó đến là coi như Tú bắt nhịp rất là nhanh anh chị nha, Tú không có bị. Một số anh chị là bị theo dõi sản phẩm cái là coi như là ngơ luôn anh chị. Đang kinh doanh cái sản phẩm này là kinh doanh rất là lên, cái vừa đổi một cái cái ngồi học lại từ đầu. Có không ạ? À? Có. Còn anh chị biết không ạ? À? À, cá nhân của Tú ấy là trong từ cái lúc mà tú uh, bắt đầu học kinh doanh tới bây giờ và đã làm kinh doanh trong vòng 4 năm qua thì tú chỉ thay đổi hai lần thôi mới hai lần thôi anh chị nhưng mà tú không có bị mất quá nhiều thời gian để học lại từ đầu đâu tại vì cái cốt lõi là tú có sẵn rồi anh chị ráp vô mà làm thôi anh chị biết không tú đào tạo nhân sự của tú á tú luôn nói với các công sự của tú á là mình phải xuất sắc tới mức mà cây tâm cũng phải bán được tâm sĩ răng ấy. Chứ không phải là bạn nói là cái này em bán kim cương được Mấy cái này tự nhiên từ bán kim cương bây giờ đổi qua bán mỹ phẩm em bán không được Đó là bạn bán phụ thuộc vào sản phẩm rồi Và anh chị biết ở trong cái tam giác CD ấy, anh chị Ngày anh chị nhà học doanh nhân thì sẽ hiểu rõ à. Tam giác CD là sản phẩm là cái ô nhỏ nhất cuối cùng luôn đó Nó, nó là cái ô cuối cùng bé tẹo 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 quyết định cái sự thành công của mình còn cái ô mà nhiều nhất đó chính là ô con người anh chị Nên Nếu mà anh chị nói là do sản phẩm mà, anh chị do đổi sản phẩm thôi Chứ thử mà chạy sự sản phẩm cũ rồi chị bán cho em xem Thế thì thôi chị Thế anh chị bị phụ thuộc vào sản phẩm rồi Còn Tú anh chị nó luôn đào tạo cộng sự Tú nó luôn nói rằng là Giá trị nội tại Cũng như cái cốt lõi của mình nó phải có nó phải giỏi và xuất sắc tới mức mà cái tâm sĩ răng phải bán được anh chị nha anh chị biết tôi học được từ ai không ạ gió đền bầy gió tên anh chị Sở già phú quân ấy khi mà tôi xem phim của sở già phú quân năm khi mà tôi bắt đầu tập chập chững học kinh doanh thì ông ấy đưa cái cây bút cho nhân viên của ông và nói hãy bán cây bút này cho tôi đi nhưng nhân của ông nói Linh qua Linh quýnh có cây bút kêu cây bút này hay lắm bạn hãy mua đi ông lắc đầu ông đổi ra cái người nguyên cái kháng kháng phòng không ai bán được anh chị nha không có đủ thuyết phục để ông mua được cây bút đó chỉ nói được cái là cái bút này tuyệt vời lắm rồi bạn cầm trên tay thì giống như một doanh nhân vậy nhưng mà anh chị biết sao không sau một thời gian anh chị nha à, ông ở đào tạo những công sự của ông trở thành cái người mà nếu anh chị xem phim thì cũng biết đúng không à? cổ phiếu khống ấy có nghĩa là cổ phiếu mà không có giá trị gì hết mà bán hàng trăm nghìn hàng trăm nghìn đó anh chị và ông ấy trở thành cái người gọi là bán hàng gọi là đỉnh ở phú quân luôn anh chị nhưng mà có điều là do đi theo cái hướng là giá trị cốt lõi sản phẩm nó không có nên là mới 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 không có thành công lâu dài thôi nhưng mà cái cái nghệ thuật bán hàng của ông và cái khả năng đào tạo nhân sự của ông là mình học cái đó nghĩa là mình lựa cái mình học anh chị chứ không phải là mình cái gì mình cũng học mà mình không có chọn lọc giống như là trong uh, bí mật tiêu chị phú có nói một cái câu là gì ạ à? tôi ngưỡng mộ và theo gương những người thành công và giàu có thì các anh chị hoàn toàn phải lựa chọn những người thành công giàu có và tốt chứ có nhiều người thành những người giàu có nhưng mà tâm đen sáng anh chị nha có chứ có nên là mới uh, là như thế này như cái kia kiểu kiểu như thế thì chúng ta phải lựa chọn những cái uh, Giống như khi các anh chị học uh, bác Bill Gates đúng không? Thì học tư duy của bác thôi. Đừng có học uh, cách bác uh, mối quan hệ gia đình là được. <laughs> Ở hay là bác, um, ví dụ anh chị học uh, bác Obama đi. Anh chị học cách uh, gia đình hạnh phúc nè. Chứ mà tư duy về tài chính thì phải xem lại. Ừ. Tại vì anh chị nào mà có đọc uh, và có quay, quan sát cũng như theo dõi thị trường uh, nền kinh tế thế giới đúng không? năm, uh, cái năm Những cái năm mà bác Obama lên... Uh, làm tổng thống thì nợ nợ của nước Mỹ <laughs> bằng 10 giờ tổng thống trước cộng lại anh chị bác tạo nợ <laughs> nên nếu mình học tư duy tài chính của bác là đó Không khỏe ha. nhưng mà các anh chị học tư duy gia đình hạnh phúc của bác thì được nhưng mà bác Bill Gates thì học tư duy tài chính thì được chứ học tư duy mà gia đình hạnh phúc là không có tại vì bác ly hôn mày bác với giờ bác ly hôn mà anh chị con cái thì cũng không có thương bác lắm không biết bác làm sao nhưng mà nói chung là kiếm tiền thì đỉnh nhưng mà gia đình thì đang được hạnh phúc nhiều anh chị ha đấy cho nên anh chị thấy em cái cái những người thành công nằm trên top thế giới thì ba cái khía cạnh là cũng đâu có được chọn vẹn lắm đâu anh chị cho nên là các anh chị biết là cái anh chị khi mà các anh chị học những kiến thức và học bộ các anh chị đang có một cái cuộc sống mà tôi nói thật là Nói thật với các anh chị rằng là gì ờ, nó thật sự là bao nhiêu người mơ ước anh chị bao nhiêu người mơ ước anh chị nha cho nên là uh, chúng ta hãy trân quý cũng như biết ơn những cái giá trị mà các anh chị đang đóng nhận từ câu lạc bộ và hãy ứng dụng nó anh chị. Uhm. Đấy. cho nên là các anh chị nhớ nha và phải học kinh doanh trước khi làm kinh doanh. Học kinh doanh trước khi làm kinh doanh anh chị. Có có một bạn hỏi uh, câu lạc bộ uh, mấy anh chị kinh doanh mặt hàng gì thế? Dạ, nãy giờ đang chia sẻ tư duy thôi. Chứ chưa bán buồn gì này ha nha bạn nha. À, bạn có nhu cầu mong muốn à, phát triển bản thân để chinh phục những mục tiêu cuộc sống của mình thì ở lại còn nếu vào đây à, với mục tiêu khác thì có cái nút đỏ kế bên ấy, thoát ra điều anh chị ở đây đang chia sẻ kiến thức đang à, cao chào vô hỏi mấy anh chị bán mặt hàng gì thế <laughs> chưa bà, không bán gì hết nha nãy giờ anh chị có thấy tôi bán buôn gì không đang phân tích mà vô muộn mà còn ý kiến nữa À, đấy nên tập trung anh chị nha. Nha nên là các anh chị nhớ là chúng ta cần phải học kinh doanh trước khi làm kinh doanh. Còn học như nào chúng ta phải học từ những người thành công. Còn nếu mà học lum la tốn tiền tốn bạc mà kết quả đang có. Bao trong số anh chị trước giờ học rất nhiều mà kinh doanh vẫn đang thành công đâu ạ? À? À, bao trong số anh chị trước giờ học rất nhiều mà vẫn đang thành công đâu? Đấy anh chị biết sao không phải là những kiến thức đó không có giúp có nghĩa là không phải là không có giá trị nha anh chị nha mà là có nghĩa là chúng có nghĩa là trong gọi là kiến thức ở trên thế giới này là vô tận nhưng mà các anh chị phải biết cái gì mà mình nên học để tạo kết quả ngay và luôn tại vì học là học cả đời mà anh chị nhưng mà các anh chị phải học và tạo kết quả thì các anh chị mới có cái nhuệ khí được các anh chị có đồng ý với tôi là khi mà các anh chị học những kỹ năng câu lạc bộ anh chị ứng dụng có kết quả tôi chưa cần nói là kết quả khổng lồ mà những cái kết quả rất là đơn thuần và nó làm cho cuộc sống anh chị rất là vui các anh chị cảm thấy là mình có niềm tin hơn và có động lực hơn để tham gia các buổi dung không ạ à? coi như mình không giờ vào dung luôn anh chị không giờ vào dung luôn nói chung là có linh một cái là bấm vào sợ không sợ rớt rớt ngoài Zoom anh chị Zoom full nhìn người là ở ngoài luôn Đấy ít nhất là mình học cái nào Mà giúp cho mình ra kết quả liền Kết quả đây là gì anh chị <laughs> Nói cụ thể là tài chính Hay là nếu anh chị nào về khí cạnh Về mối quan hệ hay về sức khỏe Thì anh chị cải thiện cái anh chị có nhựa khí nếu có cái niềm tin để mà mình Có cái động lực mà trước giờ do cái anh chị đi học Ở ngoài kia anh chị học lan man Thấy cái này thì thiếu cái mình cũng học Nhưng quan trọng là về không biết sắp xếp ứng dụng từ đâu Nên là ứng dụng vào trong cái kinh doanh của mình Nó không ra kết quả Chứ tôi nói thật với các anh chị là anh chị học từ những cái người thành công ở ngoài kia kể cả là có đóng phí gì chăng nữa thì không có cái gì mà mà nó thừa cho anh chị nha nên cái anh chị đừng có nói là người ta lừa mình nha rồi cái khóa học này lừa mình cái kiểu không phải do mình không có cái 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 sự mà 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 sắp xếp ừ, không có sự sắp xếp đó anh chị ví dụ như là chưa có đội nhóm mà đi học lãnh đạo mình lãnh đạo mình chưa xong Mà đi học lãnh đạo đội nhóm <laughs> chưa tìm được chưa có biết chưa có học cách để tìm khách hàng mà thôi lo, lo đi học bán hàng rồi thế giờ học bán hàng xong về bán trai trong khi cái không marketing làm không xong xong bây giờ marketing rất là hay luôn mà không biết bán hàng marketing coi như lồng lộn luôn anh chị coi như là hút khách hàng là ship hàng chờ mình mua hàng luôn nhưng cuối cùng là nói chuyện khách hàng chất quớt à. <laughs> nói như chữa khách hàng rồi đó anh chị có nha có nhiều anh chị tôi nghe nói chuyện em chị khách hàng của chị xếp hàng dài chị không thiếu đâu nhưng mà chị thích thì chị tư vấn còn không mà chị chửi luôn gì ghê chị đó chị bạn tôi anh chị hỏi sao vậy mới cãi nhau với chồng xong thì những khách hàng có cửa mua hàng em <laughs> quá trời quá đất luôn anh chị không kiểm soát được cả cảm xúc anh chị thấy không ạ à? à, là có nhiều cái nó nghĩa là mình bị thiếu những cái mà nó rất là đơn giản mà nhiều khi anh chị thấy là nó không có cần thiết các bạn anh chị không học mình cứ đi học những cái ở ngoài bên ngoài thôi cái bên trong mình chưa có 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 kiểm soát được mình chưa có học được Ờ cái xong mình đi học cái xong chưa có đội nhóm đi học lãnh đạo lãnh đạo tài năng lãnh đạo kiệt xuất gì đó chẳng biết nữa cái tôi hỏi vui cái học khóa đó bao nhiêu bảo trăm triệu tôi hỏi cái doanh nghiệp chị bao nhiêu người công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên em chị với bạn kế toán tôi hỏi ủa học về làm gì mà trăm triệu như vậy học để dành nói học để dành rồi bây giờ thấy doanh nghiệp có bán được buông gì chưa? Đang ế em ơi đang ế mới đi học công thức hút nguồn lực này mới đi học uh, thu hút khách hàng uh, bên câu lạc bộ mình đây nói đó đó thấy cái gì cũng học cái xong rồi đóng cả cố tiền anh chị xong rồi chưa dương tiền xong rồi đến với câu lạc bộ một cái túi tiền rỗng tét anh chị à, cho nên là nó đến từ cái việc là chúng ta gì ạ À, không có biết được rằng là cái gì cần học và cái gì không chưa cần học thời điểm này chứ không có cái nào mà không ví dụ một số anh chị mà chưa kinh doanh mà đi học về đầu tư tôi khuyên là tạm thời là chưa nên học anh chị chưa tạo dòng tiền sẽ đi đầu tư được tại vì đầu tư nó là dài hạn mà nếu mà anh chị cái dòng tiền anh chị nó chưa có dư giả mà các anh chị đi đầu tư ấy, là để gánh còng lưng anh chị nha tại vì có nhiều cái khoản đầu tư anh chị còn đòn bẩy nó lại trả lãi suất mỗi tháng mà về dòng tiền không có Một tháng gia đình có 20 triệu và Tiền lương cố định của mình Thế mình dành dụng được 10 năm Được khoảng mấy tỷ Cái mình đi đầu tư cái cái gì đó Cái mình đồng bảy Thế mỗi tháng cuối cùng Mà trả lãi suất 10 triệu nữa Thế cuối cùng còn có 10 triệu Để cả nhà cùng ăn Cái xong rồi mua cho Mua vào cái Người ta vẽ bức tranh màu hồng Mà tăng trưởng như vậy như vậy, như vậy. Cái tới lúc đó nó không có tăng được như thế Cái xong rồi giờ tiếp tục trả lãi Thì nó như vậy á anh chị cho nên là những anh chị nào mà đang có ý định hôm trước có hỏi tú là nên học đầu tư hay không á, thì tôi bảo là thế chị đã kinh doanh gì chưa hỏi chị chưa thế chị đang làm công việc gì đang đi làm công chức nhà nước dạ vâng Dòng tiền mỗi tháng nhiêu bảo hai vợ chồng cả hai vợ chồng có 20 triệu thôi là hai người ở nhà có mấy người con nó hai người dạ vâng thế bốn người tháng nhiêu gần 20 triệu cả tiền học nữa Thế giờ thì đầu tư rồi chị tính đầu tư sao thì chị nghe là ngân hàng hỗ trợ đồng bảy này kia Vây vay vốn ngân hàng vân vân cái hỏi mỗi tháng trả lãi nhiêu 10 triệu cái rồi trả đâu ra ờ ha chị cũng chưa tính tới luôn em nha <laughs> à, anh chị nha nhiều anh chị mắc cười đó ừ. cho nên anh chị nhớ nha chưa có học kinh doanh chưa có một cái công việc kinh doanh nào hết thì anh chị phải thu xếp học kinh doanh làm kinh doanh trước phải tạo dòng tiền trước nó thoải mái rồi một tháng nó vài trăm triệu trở lên trên một trăm triệu trở lên nó giúp cho cái cuộc sống anh chị gọi là thoải mái ra không phải lo lắng về tiền nhiều nữa ừ. rồi anh chị học đầu tư cũng đông đông muộn đâu tại vì thành người thành công anh chị họ đi bằng hai chân một chân kinh doanh một chân đầu tư thì chung bây giờ chúng ta cũng phải rồi các anh chị cũng phải đi đầu tư thôi. chỉ có điều là khi nào thôi anh chị nha khi nào thôi chứ giờ không có dòng tiền rồi sao ấy được À, cho, cho nên là gì ạ, à, các anh chị comment lên khung chat đi ạ, à? tôi là doanh nhân xuất chúng rồi ạ phải doanh nhân trước anh chị phải làm doanh nhân trước, rồi mới trở thành nhà đầu tư được. Tại vì nếu mà các anh chị nhìn uh, bảng xếp hạng những cái người giàu trên thế giới thì tất cả họ đều là chủ doanh nghiệp hết anh chị nha, họ đều có hoạt động kinh doanh hết. Rất ít người là người giàu, ít rất ít người nằm trong top những người giàu những hành tinh mà là nhà đầu tư thôi. Nghĩa là họ kinh doanh rồi họ mới đi đầu tư. Cho nên là kinh doanh đó, anh chị là con đường nhanh nhất để dẫn tới sự thành công và giàu có đó. Cho nên là khuyên của tôi dành cho những anh chị nào mà chúng ta chưa học doanh nhân là các anh chị phải học ngay và luôn đi. Và bao trong số anh chị muốn biết được rằng thời điểm này nếu mà bắt đầu kinh doanh thì mình cần học cái gì đầu tiên để giúp cho mình có kết quả ngay và luôn. Trong 6 tháng tới thì cơ mình số 1.000 anh chị. Nếu anh chị nào mà có cái sức phát điểm của mình nó tốt hơn thì có thể là 3 tháng. Nhưng mà có anh chị nào mà chúng ta gọi là làm thuê mà chuyển sang làm kinh doanh thì có thể 6 tháng tới 1 năm. Tôi chia sẻ anh chị một vài cái để anh chị có cái định hướng đúng đắn để các anh chị đi đúng đường anh chị nha. Chứ không là các anh chị bắt đầu ứng dụng cái bộ công thức câu lạc bộ về tiền bắt đầu là cái người này rủ một xíu, người kia rủ một xíu à tiền nó đi ngay. Như bạn của tôi ấy, trong nhóm học tập của tôi luôn. À, là bảo học doanh nhân đi ông chịu cái dòng tiền vừa về anh chị cái anh chị biết làm gì không cái có người mượn dạ Đấy, có người mượn rồi xong rồi <laughs> xong luôn khóc hù hù nhắn tin nói học doanh nhân tôi nói đó doanh nhân là vậy đó nói xong nói sớm nói có hỏi đâu nói bạn tôi hỏi xong nói sớm để mà, 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 mình vào học chứ tôi nói ủa bạn có hỏi tới đâu tôi nói Đấy, hỏi rồi sao nguồn lực đâu cho tao ta huy động vốn thôi rồi xong thế là tự nhiên từ một người có tiền thành người đi không có tiền anh chị đi cho mượn nợ nha mấy ghê nhiều anh chị hào phóng ghê tiền trong túi chưa có dư giả lắm mà cứ thích là gì tôi là người giúp đỡ mọi người cừ khôi được không ạ à? để mà các anh chị chúng ta bắt đầu vào kinh doanh anh chị giúp cho anh chị có kết quả và tạo được cái kết quả ngay và luôn anh chị nha nó tùy về cái sự nghiêm túc và học tập của các anh chị không có bốn cái mà các anh chị cần phải học tú không nói về học về sản phẩm hay là về cái 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 về cái công ty hay là về sản phẩm cái đó là về cái gọi là chuyên môn rồi anh chị. Ừ. Mà nếu mà anh chị học anh chị mà giỏi bốn cái này thì tôi khẳng định với anh chị luôn á anh chị làm kinh doanh cái gì anh chị cũng tạo được tiền hết trơn. Thứ nhất là anh chị phải giỏi về bán hàng. Thứ hai anh chị phải giỏi về marketing hai cái này là nó song song với nhau nha chứ không có phải có cái nào học trước học sau cho anh chị bây giờ anh chị không anh giờ anh chị không có khách hàng ngồi bán cho ai bây giờ anh chị có một cái uh, sản phẩm rất là tuyệt vời anh chị có một cái sự nhiệt tình của một người bán hàng nhưng mà sao anh chị ủa nhưng mà giờ khách hàng đâu ngồi mấy rủi bay qua bay lại e, không thấy người đâu thấy rủi bay không có khách hàng Bây giờ anh chị marketing rất giỏi khách hàng ship dài chờ anh chị tư vấn luôn mà mình nói chuyện cái kỹ năng bán hàng của mình là coi như là rất là hóc búa ai mà mua đúng không à nên là hai cái kỹ năng đầu tiên anh chị nha chính là bán hàng và marketing và thứ ba anh chị từ marketing để đến được cái kết quả là bán được cái đơn hàng đó thì cái khâu ở giữa chính là chăm sóc chứ đâu phải ai đến cũng mua Có nhiều người người ta chưa có tiêu hóa được Người ta chưa có đón nhận thì phải chăm sóc chứ Giải quyết nhu cầu Phải lắng nghe, phải chia sẻ, phải đồng hành cùng họ Chứ không phải người ta nói Em ơi giờ chị chưa có tiền, chị không có mua đâu Cái anh chị block người ta luôn Anh chị nha, ở cúp máy ngang luôn Không được anh chị nha Anh chị biết không, tôi có những người khách hàng ấy. Tôi chia sẻ rồi mà bà Mà họ chưa có mua hàng của tôi liền anh chị Nhưng 3 tháng sau Họ tự nhắn tin họ chuyển gọi là họ chuyển full đơn hàng luôn hả tại vì tú mặt có nghĩa là tú khi mà chúng ta có tầm nhìn chúng ta suy nghĩ thoáng hay như vậy nên anh chị ôi nguồn lực của vũ trụ này là dư giả không có thiếu không có thể nào vì một cái người họ từ chối đơn hàng của mình mà ngồi mình buồn rồi mình không vui rồi mình không tích cực rồi mình cứ ngồi mình mình nghiến răng với họ hay vì như thế anh chị biết tôi làm gì không dạ vâng tiếp tục Continue anh chị. Ok. Tớ vẫn rất nhiệt tình. Chia sẻ với họ những cái điều mà họ cần. Mà tớ muốn sẽ giúp đỡ cho họ tiếp theo anh chị. Và tớ tiếp tục. thu hút những cái nguồn lực tiếp theo. Giúp đỡ những cái người tiếp theo. Và rất là tuyệt vời. Tớ có từng nói với anh chị rồi. Các anh chị gieo hạt ở chỗ này. Có thể hạt ở đây nó không nở. Nhưng mà chỗ khác nó sẽ nở. Việc của mình chỉ cần gì ạ? À? Chỉ cần ứng xử Đúng là được chứ không phải người ta không mua đơn hàng của mình cái anh chị cúp máy ngang thậm chí là người ta nhắn tin chẳng hề trả lời rồi nói chuyện uh, kiểu uh, uh, bất cần á anh chị là không được ừ. đấy chăm sóc nhé anh chị nha và cái thứ tư anh chị chính là phát triển bản thân ừ. ba cái trên là kỹ năng này, anh chị còn cái dưới chính là tư duy rễ của mình ấy tôi chưa thấy một cái người bán hàng một cái người doanh nhân nào mà không có tư duy hết trơn không có một người doanh nhân nào mà nói chuyện uh, kiểu uh, thiếu sự người biết hết ừ. nha anh chị nha thì đó chính là bốn cái mà các anh chị cần phải phát triển thì khi mà các anh chị có theo dõi sản phẩm đi chăng nữa thì các anh chị cũng sẽ không có Bị bỡ ngỡ và chúng ta sẽ rất là nhanh đi vào cái nguồn để mà tạo ra lợi nhuận Với những cái mặt hàng hay những cái sản phẩm hay những cái lĩnh vực mới Tại sản phẩm thì học nhanh đấy mà Về công ty này kia học nhanh đấy mà Về cái mô hình chính sách trả thưởng này kia rất là nhanh anh chị Nó chỉ có cái Một số anh chị nói là uh, Một số anh chị bảo là gì ạ Thế còn uh, số 4 là phát triển bản thân là phát triển tư duy còn ba cái trên là kỹ năng anh chị nhớ cái tam giác vàng không ạ à? là một là uh, công cụ hai là kỹ năng và ba là tư duy đó thì công cụ đó chính là cái cơ hội kinh doanh nên anh chị đó chính là sản phẩm đó chính là mặt hàng ấy thì ba cái này mà nếu mà cái Ờ, hai cái kia anh chị mà đã có full rồi Anh chị đã có rất là xuất à, Xuất sắc rồi đúng không ạ Thì sao ạ Thì khi mà mình qua cái công cụ mình có đổi Thì nó cũng rất là nhanh anh chị nha Tại vì cái người mà họ có tư duy anh chị Họ học nhanh lắm Họ học nhanh lắm anh chị Họ thích nghi nhanh lắm Và họ cỡ mở với thị trường nhanh lắm Họ không bao giờ họ bảo thủ à cứ ngồi nhớ nhung cái người yêu cũ là gì ạ? là cái mặt hàng cũ hay sản phẩm cũ của mình mặc dù nó đã bảo hòa rồi mình mình không có chịu thay đổi anh chị mình bảo thủ mình cố chấp ấy tú thì không có cái đó đâu, anh chị mình rất biết ơn bởi vì cái cơ hội đó giúp cho mình có được những cái mình có được nhà có được xe anh chị nhưng mà nếu nó đã bảo hòa rồi thì tú rất là hoan hỷ để đón nhận những cơ hội mới mình phải đi theo thị trường chứ đâu phải nào mình cãi ngang với thị trường là không tôi thích bán như thế đó, được không Giống như những anh chị thấy bây giờ những cái người nào mà họ vẫn cố chấp bán đĩa DVD ấy. Bây giờ người ta có Youtube rồi ai đâu mà nghe DVD nữa. Nhưng mà họ đâu chị thay đổi đâu anh chị. Ừ. Đấy thì thị trường sẽ cho mình những cái bài học đáng nhớ. Chính là khi mà mình cố chấp không chịu thay đổi thì sao? Thị trường sẽ cho mình phá sản thôi. Đúng rồi, cho mình phá sản anh chị nha. Ừ. Đấy, đó là một cái sự chia sẻ một xíu tú về cái việc là khi mà các có nghĩa là anh chị phải luôn sống như thể là các anh chị sống ở thời điểm hiện tại nghĩa là giống như thể là anh chị đã trở thành một doanh nhân rồi anh chị làm cái người giàu rồi thì để làm được điều đó là các anh chị phải là một cái người có sự chuẩn bị về tư duy về kiến thức về kỹ năng để khi mà cái cơ hội nó đến các anh chị sẽ gì à? à đạt được cái mục tiêu luôn tại vì khi mà anh chị tin mình là người thành công anh chị tại vì các anh chị hay tuyên bố với chính mình rằng là giờ à, tôi là người thành công tôi là người giàu có hàng ngày anh chị tuyên bố rồi à, ngày các anh chị đã tuyên bố các anh chị là người thành công và giàu có rồi thì một cái người thành công và giàu có họ rất là lạc quan anh chị họ suy nghĩ rất là tích cực nhưng mà mình tuyên bố trên dung đâu mình tuyên bố trước gương đâu chứ mà vừa tuyên bố xong đó mình nghĩ tới là gì trời tháng này hóa đơn trả tiền hóa đơn thế này thế kia rồi xong mình không mặt của mình không thấy mùa xuân đâu suy nghĩ không được tích cực à, rồi mình luôn à, lý do rằng là gì à, khi nào kinh doanh nào học bây giờ có kinh doanh đâu mà học mình không có sự chuẩn bị anh chị. Các anh chị phải làm như thể là các anh chị đã là một doanh nhân rồi, ăn mặc chỉnh chu, chuẩn bị đầy đủ kiến thức ở bên trong. Thì khi cơ hội nó đến anh chị thì mình mới nắm bắt được. Ừ. Chưa bây giờ các anh chị, gương mặt thì kiểu như sự người biết thì không có chuẩn bị Kiến thức không có kỹ năng không có. Ăn mặc thì xời xòa không có chỉnh chu nó mình là doanh nhân nhưng mà lúc nào cũng không có chỉnh chu lúc nào cũng uh, uh, không có điềm tĩnh rồi sau đó là hay lo lắng rồi suy nghĩ không được tích cực rồi uh, cứ than phiền về hóa đơn thì tìm thức nó thấy là gì à? thôi xong chủ nhân nói thôi chứ suy nghĩ và hành động chủ nhân không có nhất quán với nhau gì hết trơn và tiền cái anh chị nó đến nó thấy anh chị từ xa người thành công gì mặt buồn hiu vậy à? thôi người thành công này chắc người thành công dởm là Thôi mình đi đi Nó kéo anh em nó đi anh chị ha à? Nó rời xa mình luôn Cho nên là lúc anh chị nói với vũ trụ rằng là Mình là người thành công, mình là người giàu có tuyên bố hùng hồn lắm Lúc anh chị hình dung bức tranh mục tiêu của mình hùng hồn lắm Nhưng mà kết thúc cái bức tranh Hết hình dung, kết thúc dùm cái là quay về con người cũ ngay Cho nên là gì à? Những cái gì mà các anh chị có nghĩa là vũ trụ anh chị à, hưởng ứng chúng ta những cái gì mà chúng ta tin tin từ sâu thẳm bên trong con tim của mình chứ không phải những gì anh chị nói thôi mà anh chị phải tin và anh chị phải thể hiện qua cái hành động của mình thôi. nếu mình nói rằng mình là người thành công đúng không ạ mình làm cái người thành công một cái người giàu có một cái người doanh nhân thì anh chị phải có được những cái suy nghĩ của những người doanh nhân họ nghĩ cái gì là phải nạp vào trước anh chị nha đúng không ạ à? Đúng không anh chị ạ? Tại vì anh chị biết sao? Vũ trụ ấy. Nếu mà anh chị có thể nói dối người khác. Như anh chị có thể nói dối, nói dối chính mình cho giờ thì anh chị đóng cửa đúng không? Núp vô trong cái mền mà bảo là mình nói đây không ai biết nhưng mà anh chị mà nói là anh chị nghe mà anh chị nghe tìm thấp anh chị nghe. Và vũ trụ anh chị cũng nghe luôn. Vũ trụ mà nghe sẽ hương ứng. Lời nói thì có thể nói dối anh chị nha nhưng mà cái cơ thể anh chị luôn luôn nói thật. Nên các anh chị có thể nói rằng tôi là người thành công, tôi là giàu có Nhưng nếu cái hành động của anh chị là gì Là than vãn về tiền Thấy hóa đơn là sợ Thấy khách hàng là run cầm cập Nói tới marketing là coi như là rung như cày sấy rồi Nói tới bán hàng là coi như là nghĩ tới từ chối Rồi không đọc sách, không có chị bản thân à, Hành động của các anh chị nó đã cái cơ Hành động cái cơ thể của anh chị á nó đang phản, nó đang đi ngược lại với lời nói của anh chị là anh chị tuyên bố mình là người thành công. Cho nên chị nhớ là cơ thể anh chị luôn luôn nó thật cho nên là tại sao tôi hay nói với các anh chị là chúng ta cần phải ăn mặc chỉnh chu à, rồi nói điềm đạm nhẹ nhàng một cái người thành công đâu có ai mà 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 sổ sài người mất bình tĩnh đúng không à? hay là gì à? thậm chí là mình mà thấy cái gì đó mà nó hơi khó ở xíu ở mình thành là những cái gì mà anh chị có trong đầu anh sẽ được thể hiện ra kết cái, cái, cái kết quả bên ngoài của anh chị ngay những cái gì mà các anh chị có trong đầu ấy là nó đều trở thành sự thật hết anh chị nha cho ừ. nên cơ thể anh chị sẽ phản ứng tìm thấy nó sẽ hưởng ứng thông qua ba cái là nói suy nghĩ và hành động anh chị có nhất quán với nhau hay không cho nên các anh chị phải nhất quán là ừ anh chị nói mình là người thành công anh chị nghĩ mình là người thành công thì hành động của anh chị cũng phải là một người thành công. Là phải biết xem những người thành công họ làm cái gì. Với những cái tình huống đó họ phản ứng là sao. Họ nói cái gì với những tình huống đó. Họ nghĩ cái gì trong đầu của họ khi họ đã ứng xử với những tình huống đó. Và vũ trụ sẽ thấy được rằng là gì ạ. À, con người này họ nói họ là doanh nhân đúng không ạ. Và vũ trụ thấy là nhìn xuống và thấy anh chị đã chuẩn bị sẵn sàng tư thế để trở thành một doanh nhân và trở thành cái người có có được cái khối tài sản là một triệu đô bởi vì anh chị đã chuẩn bị từ trong tư duy kiến thức và kỹ năng mà ừ. cho nên là cái cái việc cái bí kíp mà số 10 anh chị là sống như thể là mình đã đạt được rồi anh chị nha rất là quan trọng tại vì vũ trụ á. sẽ nhìn qua cái ngôn ngữ cơ thể của mình à, cho nên là tôi hay nói là chúng ta cần phải đi thẳng lưng nè Ờ, đi thẳng lưng nè, lúc nào cũng phải chỉnh chu uh, tóc tai nè, quần áo nè, lời nói nè, hành động nè, một cái người thành công là là cái người mà họ rất là chăm chỉ trong việc phát triển bản thân, chăm chỉ trong việc uh, uh, gia tăng tư duy cũng như trao giá trị cho cộng đồng. Và khi mà các anh chị nói rằng là uh, tôi là người thành công tôi là giàu có thì một cái người thành công và giàu có là một cái người mà họ có tư duy liên tục phát triển tư duy và họ liên tục trao giá trị cộng đồng và khi mà anh chị bắt đầu trao giá trị cộng đồng và phát triển tư duy thì khi anh chị nói nói cái câu đó ra nói cái câu mà tôi là người thành công tôi là người giàu có anh chị nó mới khớp được nó mới khớp được anh chị nha ừ. cho nên là một số anh chị hay nói rằng là gì hay nói với tôi rằng em ơi chị khao khát thay đổi cuộc sống lắm Giờ chị chịu hết nổi rồi Giờ em có thể là làm gì để giúp cho chị được không Để tôi nói uh, tham gia dùm và chép live stream nha chị nha Thấy cái dùm sáng rồi gọi hoài không thấy đâu Dùm tối không thấy vô Lúc nào cũng trong tâm thế là bị bận việc Chép bài stream bảo có chép mỗi tay lắm Chị bận lắm em ơi Dạ khao khát ghê Không có thời gian Theo anh chị là tú sẽ tin vào lời nói hay tin vào hành động của họ khao khát ghê luôn khao khát mà dùm sáng không vừa dùm tối không vừa lại chìm không chép họ mua sách chưa chị chưa hỏi sao vậy chị bận dạ khao khát cho nên là thường á anh chị rồi à, kể cả những người cộng sự của tú á thì tú đều có những cái sự quan sát và hành động để biết được rằng mình có dành, mình có họ có xứng đáng cho mình dành thời gian để hỗ trợ hay không anh chị muốn biết được họ khao khát được bao nhiêu phần trăm ấy. ví dụ mức độ khao khát của họ bao nhiêu phần trăm ấy, anh chị hãy nhìn vào hành động của họ đi còn họ nói thôi thì đó là lời nói trên đầu môi thôi anh chị nha tại vì hành động thì nó mới thể hiện được cái khao khát thật đúng không ạ à? có những anh chị khao khát lắm luôn hay là chưa tới giờ gửi linh dung là đã nhắn tin rồi họ reo quá trời quá đó thậm chí là trong chỉ cần tú nói là ghi chép bài mà họ tự nhắn tin em ơi ghi chép bài mà gì thế chỉ, chỉ ghi chép với tại vì họ nghe là ghi chép bài chi mà biết kiếp thành công là họ hỏi ngay nha, anh chị cũng có những người là nghe nghe chứ để đó cho nên là cái khao khát anh chị nhắn được thể hiện bằng cái hành động đó anh chị hành động đó mới là cái khao khát thực sự anh chị nha cho nên vũ trụ cũng như thế cho nên là anh chị bảo rằng là chị tuyên bố 17 tiêu chị phú ấy chị tuyên bố quá trời những cái điều mà em nói nhưng mà sao cái người kia ứng dụng thành công thế mà sao chị dụng hoài không ra cho nên thành ra anh chị à, tôi biết rằng là khi mà các anh chị tham gia vào câu lạc bộ mình các anh chị mới bắt đầu thiết lập mục tiêu mới bắt đầu biết thiết lập mục tiêu anh chị và đôi khi có những cái mục tiêu nó khá là mới mẻ nó chưa nằm bên trong tâm trí của mình nên thành ra có thể là nó chưa chưa có thể hiện được chưa có thể hiện ra được cái hành động của mình cho nên là tôi mới nói với các anh chị là việc của các anh chị hãy kiên nhẫn từ kỳ ám thị mình mỗi ngày hình dung tưởng tượng nè tuyên bố nè À, suy nghĩ đi suy nghĩ lại nghĩ về mục tiêu của mình để những cái mục tiêu đó nó nằm ở trong tiềm thức của mình anh chị. cái là các anh chị phải biết được cái lý do vì sao mà các anh chị muốn đạt được cái mục tiêu đó. Và cái lý do nó đủ lớn anh chị nha. Khi mà lý do nó đủ lớn thì anh chị sẽ hành động rất là mạnh mẽ để mà mình có thể nắm bắt được mọi nguồn lực đến với mình vũ trụ mang đến cho mình giúp cho mình đạt được cái mục tiêu. Và nếu như các anh chị tuyên bố rằng tôi là người thành công thì các anh chị hãy tin tưởng vào cái cái tuyên bố đó. Cái câu nói đó. Tin tưởng từ bên trong của mình chứ không phải tin tưởng là lời nói như bên trong nó mâu thuẫn nội tâm anh chị. Thì khi anh chị tin mình là người thành công và bởi vì tôi là người thành công nên tôi cần phải gì Có những cái hành động được thể hiện cụ thể là từ cách nói, cách đi đứng, ăn mặc, cách ngồi từ trong ra ngoài phải nhất quán từ trong ra ngoài anh chị. Thì tôi muốn nói với các anh chị là nguồn lực sẽ đến với các anh chị rất là nhanh. Ừ. Nếu các anh chị bảo rằng tháng này mình đã, uh, mình đã đạt được mục tiêu tài chính 30 ngày của tháng 9 rồi. Các anh chị sống như thế là các anh chị đã đạt được mục tiêu 30 ngày của tháng 9 rồi. Thông qua cảm xúc của mình. Có nghĩa là khi mà các anh chị đạt được mục tiêu, các anh chị cảm thấy uh, vui như thế nào, hạnh phúc ra sao? Ăn mừng với ai? Và mỗi ngày trôi qua các anh chị phải sống như thể là mình đã đạt được mục tiêu tài chính 30 ngày rồi. Lúc đó anh chị ăn mừng với ai? Anh chị nói cái gì và người đó họ nói gì với các anh chị? À, thì anh chị phải phải sống như thể là như thế. Kể cả là anh chị sở sổ cái nhà, cái xe cũng như vậy. Được anh chị ơi. Đó chính là bí kíp số 10 anh chị nha là sống như thể là mình đã một doanh nhân rồi và mình phải đi tìm hiểu xem bây giờ mình chưa phải là doanh nhân hay là mình đang trên trở thành doanh nhân thì mình mới biết được rằng những người doanh nhân họ học cái gì họ đi đứng sao họ ngồi sao họ ăn mặc thế nào vân vân, vâng, tất cả mọi thứ đều anh chị ơi à, bao trong số anh chị chúng ta nắm được cái kiếp số 10 của mình số 1.000 đi ạ. bí kiếp tiếp theo anh chị nha cho nên là những anh chị nào mà chúng ta đã định tôi là người thành công và tôi là người giàu có thì các anh chị phải chứng minh thông qua hành động của mình đó chính là anh chị phải học về kinh doanh trước rồi cơ hội sẽ xuất hiện anh chị nguồn lực sẽ xuất hiện luôn cho nên là nãy có những anh chị hỏi tôi là phân tích kỹ ba cái kỹ năng ở trên dạ vâng hẹn anh chị gặp hẹn gặp lại anh chị trong nhóm doanh nhân Doanh nhân người ta học 6 tháng rồi anh chị hỏi chia sẻ trong vòng 30 phút. Đâu có được đâu. Hãy đầu tư cho bản thân của mình anh chị nha. Chứ không là anh chị sẽ trả giá rất là nhiều nếu mà mình không có trí tuệ đó. Được không ạ? À? Rồi bí kíp số 11 anh chị đó chính là bỏ quỷ tiêu do tài chính mỗi ngày. Chờ cái bí kíp này hay lắm luôn anh chị ơi. Cái giây phút mà Tú làm cái ứng dụng cái bí kíp này anh chị không? Tiền của Tú nó gia tăng một cách độc biến anh chị. Bảo ý tự, tự do tài chính mỗi ngày và tập điểm tiền hàng ngày anh chị nha. Nghe cái chữ tập điểm tiền là anh chị biết là là chúng ta là hay thiếu cái 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 bước này lắm thường là chúng ta thường uh, nhận tiền xong rồi coi như là không xong rồi ít mà điếm chi nhiêu đó điếm hoài thậm chí có nhiều anh chị là làm uh, ở trong ngân hàng nó điếm tiền nhưng mặt rất buồn anh chị <laughs> bữa tôi mấy lần tôi ra ngân hàng giao dịch với anh chị ha giao dịch đấy thấy cái chị đang uh, à, điếm tiền cái uh, mình thấy chị điếm tiền tỷ mình thì cứ <laughs> tôi 500 trăm xíu tiền mình cứ nói lòng tôi đón nhận nó nó là của tôi mặc của chị điếm kiểu như thận thờ kiểu như trả phải tiền của mình điếm cho nó xong rồi chứ cho nên anh chị phải biết kiếp số 11 anh chị là bỏ quỹ tự do tài chính mỗi ngày và tập điếm tiền hàng ngày ôi tôi phải cái khâu nhất anh chị Khâu mà tắt à, gọi là bây giờ giống mà tắt đèn đúng không mặc dù à, lúc trước anh chị tú à, toàn tập một nghìn không à hay chia sẻ anh chị cái quỹ của tú anh chị ha còn mấy cái tiền chẳng là tú uh, vừa mới gửi vào ngân hàng hôm nay rồi ừ, tại vì nó vượt uh, nó đầy quá anh chị tú đã gửi vào trong cái quỹ uh, trả cho mình trước rồi đây lúc trước mà tôi bỏ tiền mấy chục nghìn lúc mà chưa có nhiều anh chị mình bỏ xong mình tắt đèn mình điếm kiểu như điếm hình dung mỗi tờ là 500 nghìn 500 nè một triệu nè 1 triệu rưỡi hai triệu nè cảm giác rồi Chào anh chị đây, quá trời mấy cái tờ này tôi để là kỷ niệm ấy. Tại vì cái lúc mà mình đang được uh, dư giả dần lên thì đâu có bỏ được nhiều đâu, mình bỏ được mấy nghìn. Đây, tôi để là kỷ niệm, thậm chí có tầm 10 nghìn uh, thời thời xưa nữa. Đây. Rồi uh, sau đó là khi mà tôi bắt đầu uh, bắt đầu đi dùng bánh thế giới thì bắt đầu có tiền đô, tiền euro, tiền tiền các quốc gia anh chị tôi cũng sưu tầm uh, về trong đây là cũng hai mấy nước rồi sắp tới đi Canada nữa thì hay là đi Canada và, và đi những quốc gia tiếp theo anh chị như đi ý nè ừ, thì sẽ có uh, uh, những cái tiền khác nữa ừ. được không ạ à? đấy điểm cho nó sướng bỏ cho nó nhiều điểm mỗi ngày anh chị lúc mà mình chưa có nhiều đó. và anh chị nhớ bỏ mỗi ngày nhé có thể là anh chị không bỏ được nhiều anh chị quan trọng là thói quen quan trọng là thói quen anh chị cái thói quen anh chị bỏ mỗi ngày bỏ nghìn hai nghìn cũng được quan trọng anh chị bỏ đi và anh chị biết không ạ tại vì trước giờ chúng ta hay tập trung vào chi tiêu à, à, tập trung vào chi tiêu anh chị và chúng ta hay tập trung vào cái gì ạ à, tập trung vào số không dương của mình và cái gì tập trung cái đó mở rộng thì đây là chìa khóa dành cho những anh chị nào mà chúng ta đang chưa dương tiền thì với cái bí kíp này sẽ giúp anh chị Dần dần dương tiền trở lại rất nhanh Tại vì anh chị biết không ạ à? Cái hũ này á, anh chị Nó giống như là Nó giống như một cái thỏi 500 ấy nếu à, Nếu một cái thỏi 500 Mà hấp dẫn thu hút tiền của mình về ừ. Thì các anh chị sẽ làm cái cách này Đó chính là các anh chị có một cái quyển sổ <laughs> Có một cái quyển sổ anh chị ha sau mà anh chị sẽ ghi ở phía trên là quỹ tiền tài chính và anh chị chia cột ra cái cột bên đây là ngày tháng ví dụ hôm nay là ngày 7 tháng 9 thì bắt đầu từ ngày hôm nay anh chị bắt đầu là ngày đầu tiên anh chị bỏ đúng không? nếu anh chị nào chưa có kịp mua cái hũ ấy, thì ngày mai mua thì bây giờ các anh chị sẽ lấy một cái tờ tiền trong ví mình ra anh chị lấy một tờ tiền trong ví mình ra để bất kỳ mệnh giá nào mà anh chị muốn anh chị nào lấy ra xong rồi thì mình số một giúp tú rồi cái bí kíp này hay lắm là tú phải chỉ anh chị kỹ nè. Ừ. Rồi anh chị lấy ra xong rồi, đúng không? Rồi anh chị uh, kiếm uh, một cái hũ hoặc là để trong hộp tủ ấy. Cái tờ đó, cái mệnh giá đó qua cái, cái để anh chị để đó đi để ngày mai mua cái hũ bỏ vào. Nếu được anh chị mua cái hũ nhựa nó trong suốt nha. Nhìn cho nó sướng chứ giờ một cái hũ uh, bằng thủy tinh mà còn đục nữa. Nghĩa là đục uh, nghĩa là không thấy không có cảm giác gì nhiều đâu anh chị. Xong anh chị sẽ ghi vào Ngày 7 tháng 9 đúng không Ví dụ những anh chị nào hôm nay Người mới 7 tháng 9 Anh chị ghi cái mệnh giá Là ví dụ 100.000 Ghi 100.000 ở đó Rồi để tờ tiền đó Ngày mai bỏ vô trong hũ Rồi tới ngày mai Ngày 8 tháng 9 Chúng ta sẽ cùng nhau bỏ Tiếp theo anh chị lấy một cái tờ tiền Nữa Bỏ vào Nhưng Và anh chị nhớ mua cái hũ Và bỏ hai tờ tiền vô nha Nhưng mà chúng ta sẽ không phải là Ví dụ anh chị bỏ 50 đi anh chị không có ghi là 100.000 cộng 50.000 không mà anh chị sẽ cộng dồn lên. Anh chị ghi là ví dụ hôm qua bỏ 100, hôm nay bỏ 50 thì sẽ ghi là 150.000. Anh chị là mình nắm được cái mình số 1 đi ạ. À. Còn nếu anh chị nào mà chúng ta đang trong cái quá trình mà xây dựng cái dòng tài chính mà nó lớn dần lên ấy, thì anh chị bỏ 2.000 như tú cũng được, 1.000 cũng được. Quan trọng là các anh chị, cái hủ này nè là quỹ tiêu tài chính nó có tác dụng là gì ạ? Thứ nhất, tối hồi nãy tôi nói với các anh chị rồi, vũ trụ á quan sát cái hành động của mình. Thì khi mà vũ trụ thấy rằng là chúng ta bắt bắt đầu biết cách quản lý tài chính, quản lý chi tiêu. Thì vũ trụ sẽ cho anh chị ờ vũ trụ thấy rằng a à, cái người này à, đã là một cái người biết quản lý tiền rồi. Thì vũ trụ sẽ cho anh chị về nhiều tiền hơn. Năm sau tôi sẽ cho anh chị nghe những cái câu chuyện chia sẻ thành công của những anh chị bỏ cái quỹ này nè. Hãy rất là hay anh chị nha. Tôi có một cái người bạn là họ chưa có được dương tiền. Ấy. Và trong cái giây phút mà họ đang bế tắc nhất anh chị nha, chịu hết nổi rồi. Giờ chép ai cũng chép rồi. Làm đủ thứ cách, đủ thứ trò anh chị. Nhưng bởi vì bên trong tâm trí vẫn còn tập trung vào cái số không dương. Và tập trung vào hóa đơn anh chị. Thế là bạn nào quay về ứng dụng cái bí kíp bỏ đi tiêu tài chính là tập trung vào số dư và anh chị biết không ạ à? khi mà bạn chia sẻ với tôi bạn chia sẻ thành công với tôi như vậy nè trong vòng có 10 ngày thôi anh chị nha 10 ngày thôi từ cái ngày đầu tiên mà nó bỏ là bạn năm mới có bỏ có mấy nghìn thôi mà đến ngày hôm nay cái số tiền bạn bỏ vào trong quỹ tiêu tài chính đến ngày hôm nay đã, đã gấp một nghìn lần là ngày hôm nay chính thức là bạn đã rút tiền uh, của bạn đó ra anh chị và bỏ vào trong cái quỹ đó nó đã gấp cái ngày đầu tiên một nghìn lần và một cái điều rất là tuyệt vời anh chị nha đơn hàng của mày nó về rất nhiều luôn ngày trước trời ơi, nói rã cả họng luôn không có một đơn hàng anh chị nha mà không phải là không giỏi đâu nha mà không phải là không phải là không có kỹ năng hay là không phải là không có tư duy đâu mà do là tâm trí mình nó luôn hướng tới cái số số bị âm cho nên là dòng tiền nó bị ngăn lại anh chị nó không khai thông được nó không có khai thông được anh chị ha nó ngăn lại cái dòng tiền À, rất là tuyệt vời chính là gì ạ? À? Khi mà bạn chia sẻ với tôi cái thành công đó cách đây hai ngày trước ấy, thì bạn chia sẻ với tôi là cái đơn hàng của bạn trong công việc kinh doanh của bạn anh chị nha là mấy tháng trước là coi như là không có đơn nào hết luôn. Thì trong 10 ngày mà bạn bắt đầu bỏ anh chị bạn đã có 3 đơn hàng trong khi mấy tháng trước là o tròn như con ngỗng quả ngỗng anh chị ừ, mấy tháng trước là coi như là Tại vì nó đúng hay quy luật tập trung mà cái gì tập trung ở nó mở rộng kia anh chị tập trung một số dư số dư sẽ được mở rộng và nó mở rộng thông qua nhiều nguồn lực vũ trụ mang đến cho các anh chị. Và khi mà anh chị tập đếm ví dụ anh chị bỏ vào chờ trong quỹ rồi và anh chị bắt đầu đếm. À, các anh chị đang bắt đầu đếm đúng không ạ? À? Thì khi đó vũ trụ sẽ thấy rằng là gì? Cái anh chị đó anh chị bắt đầu va chạm với tiền. Trước giờ anh chị chỉ băng kinh à, cho số tài khoản banh kinh qua xong rồi yeah, rồi tôi nhận được tiền rồi xong hết anh chị bị <laughs> mất cảm giác với tiền luôn nhưng bây giờ anh chị bắt đầu bỏ quỹ anh chị sẽ đếm mỗi ngày bắt đầu mình cầm tiền lên mình ôm tiền vào lòng đừng hung nha dạ tại tiền đưa từ tay người này qua tay người kia nhiều khi nó cũng uh, đen sạch sẽ đừng hung nha <laughs> ôm vào người thôi anh chị ôm vào người anh chị ha xong rồi giờ à? ôi tôi bạn tiền lắm rồi. thậm chí anh chị biết lúc mà tôi có nhiều cái tờ này tôi ngồi trên giường tôi quăng lên cái kiểu như tôi đang ngồi trên biển tiền anh chị nó sướng nè. À. đấy xong rồi mình bỏ vào trong quỹ ngày mai đếm tiếp và cái cảm giác mà anh chị không cái cảm giác mà bây giờ đây là tiền của mình à. bao nhiêu năm đi làm không bao giờ có trả cho mình trước đây là cái tiền của mình nó à. làm cho anh chị có một cái động lực đó chính là muốn kiếm thật nhiều tiền hơn để làm gì à? để bỏ qua đây tiếp à, để bỏ qua đây tiếp anh chị cái xong mình có cái động lực là gì ạ ngày mai thức dậy hơn sớm mặc đồ hồi là chỉnh chu lên danh sách gặp khách hàng lên danh sách gì là làm việc kế hoạch làm việc ngày hôm nay niềm nở vui vẻ bởi vì mỗi ngày nhìn thấy cái quỹ nó tăng lên tăng lên anh chị cái quỹ này là cái quỹ bỏ mỗi ngày nha ngoài ra anh chị có còn có một cái quỹ là chúng ta trả cho mình trước ấy ít nhất là phải trả cho mình một tháng là trên 10% phần trăm ấy thì cái đó tôi có chia sẻ với các anh chị ngày hôm trước rồi Nếu mà anh chị nào mà cái dòng tiền thu nhập của mình lớn hơn Thì mỗi tháng mình trả trên 90 Ví dụ như tôi bây giờ mỗi tháng này dòng tiền của tôi cũng nhiều ấy, Thì tôi luôn trả cho mình hơn 95% Đó Còn cái tiền mà chúng ta bỏ mỗi ngày là chúng ta vẫn phải bỏ anh chị nha Chứ không phải là bỏ vào cái quỹ kia rồi Cái quỹ nó không bỏ nha Cái quỹ là để, để hình thành cái thói quen kiểm soát tiền Tập trung vào số dư Tập trung vào dòng tiền Làm cho mình sẽ không tập trung vào nợ nữa Tại vì cái chiến lược tập trung vào nợ á, Nó làm cho các anh chị gọi là Chìm đắm và bị lúng sâu vào Cái cảm giác hoang mang và, và và anh chị nên nhớ anh chị đã tập trung vào nợ rất là lâu Và nó không giải quyết được anh chị nha Bạn của Tú cũng dương tiền Chưa dương tiền không phải ít đâu nha anh chị nha Nhưng mà bắt đầu Khi mà đưa vào con đường bế tắc Anh chị như là Đứng ở bờ vực rồi bây giờ là không thể nào mà không 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 gọi là phải tìm ra cái giải pháp thôi thì sao anh chị ơi? thì bạn đã ứng dụng anh chị ứng dụng 10 ngày thôi mà quỹ tự, tự do tài chính tăng lên một nghìn lần ngày đầu tiên bỏ có nhiêu đó thôi một mà tới ngày hôm nay bỏ được gấp một nghìn lần rồi anh chị thấy nhiều không ạ và mấy tháng trước là coi như là ba bốn tháng liền không có đơn hàng thế à, trong vòng có 10 ngày thôi về ba đơn hàng và bạn bắt đầu dương tiền lên rồi đó anh chị thì bây giờ dương tiền lên rồi khi mà nó dương nhiều 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 ra thì cái khoản chưa dương kia nó sẽ xong thôi Chứ giờ tập trung vào cái khoản chưa dương thì bây giờ có tập trung nữa cũng chẳng giải quyết được đâu anh chị ơi. Tại vì khi mà anh chị chưa dương ấy, đó, đó là một cái bài học về nhiệt kế tài chính của mình. Thứ nhất là chưa có gia tăng lên. Thứ hai là khả năng quản lý tài chính của mình nó kém quá nên là vũ trụ mới cho mình cái bài học là gì à? Chưa dương tiền thôi. Và nếu mà mình không tốt nghiệp thì số tiền nó còn tăng lên nữa. Nên là chị tôi cũng nói chuyện với một người anh cho nhớ học tập của mình Wow à, Chia sẻ của chị Phạm Hằng Nhờ bị ứng dụng mỹ kiếp này sau 2 tháng Ứng dụng tài khoản của mình đã dương Trên chín con số Siêu tuyệt vời Chúc mừng chị Phạm Hằng nha Hôm trước chị Phạm Hằng lại lên chia sẻ của chị thành công rồi đúng không ạ à? Đấy Và chị Phạm Hằng là người ôm một đống hàng tồn 1 tỷ anh chị Đến với câu lạc bộ mình với gương mặt rất u sầu <laughs> Mà anh chị biết không? Sau khi đồng hành với câu lạc bộ mình 6 tháng chị đã có mặt tại siêu du thuyền trong tháng tư vừa rồi cùng với tú và câu lạc bộ. Tuyệt vời không ạ? À? Chị ứng dụng y chang anh chị nha. Nói chung anh chị phải nhìn, anh chị phải, chúng ta đừng có tưởng rằng là cái gì nó cao siêu đâu. Những cái thứ câu lạc bộ anh chị cần ứng dụng một cách triệt để thôi. Tôi khẳng định anh chị sẽ có những cái kết quả vô cùng tuyệt vời luôn. Nếu mình không có kết quả thì chỉ do mình chưa ứng dụng thôi. Và Tú ngay trước cũng như thế anh chị. Kiếm 10 triệu xài 15 triệu kiếm 20 triệu coi như xài 30 triệu thậm chí đi mượn tiền để xài luôn bao trong số anh chị bị giống như vậy tiền tháng này chưa về tới túi là có kế hoạch để xài cho để mà xài rồi nha nhưng mà từ cái ngày tôi học được cái bí kíp này từ người duy nhất thành Babylon từ người thầy thành công của mình từ những cái người thành công trên thế giới anh chị bắt đầu tôi sắm cái hũ năm 2018 cuối năm 2018 anh chị khi mà bế tắc quá kiểu như bây giờ là cứ kiếm 10 là xài 15 Cứ kiếm 20 xài 25 Thì mới lon ton lọ mọ lọ mọ Lục là bí kíp anh chị mở vỡ ra Học nhiều quá ghi quá trời Mà không ứng dụng bây giờ phải ngồi lọ mọ ứng dụng Lấy cái hũ ra mua cái hũ Đây là cái hũ mà tôi để cho tám tới giờ nè anh chị Nó bị lọt cái nắp ở đâu rồi Tôi vẫn để làm kỷ niệm để mà rồi Mấy bữa nữa là tôi Đi mua cái hũ cỡ cỡ về Xong rồi gắn cái nắp lên Đây à. anh chị nhìn à, Từ 2018 anh chị thấy không Ừ. À, ngày 1 tháng 11 2018. Nên là anh chị thấy nó nè. Cái tờ giấy nó vàng luôn anh chị. Và tôi ghi cái gì anh chị không? Tôi cam kết chị sử dụng số tiền này vào mục đích đầu tư kinh doanh. À, tôi tôi kế những nhu cầu nhất thời thì có một tương lai huy hoàng hơn. Tôi là chị Phú Đô La Ký tên là một hình học Thanh Tú. Hay ừ. từ 2018 nha anh chị. Ngày 1 tháng 11 vào thời điểm là gọi là bế tắc lắm rồi bây giờ là họ đã không kiếm ra tiền mà còn <laughs> còn xài tiêu tiền mà còn chưa dương nữa kiếm 10 xài 15 anh chị xài sang ngay luôn á và rất là tuyệt vời đó chính là khi mà tôi bắt đầu ứng dụng cái này giống à thì tháng 1 năm 2018 thì tôi bắt đầu tháng 12 2018 anh chị bắt đầu tôi kiếm được 30 triệu tháng 1 thì kiếm được 40 và tháng 2 là cái tháng mà tôi cảm thấy rất là cảm xúc quá chính là cái tháng đó là tôi đi Hàn Quốc ấy. Hàn Quốc cùng với con lạc bộ anh chị chuyển tiền xong hết rồi nhưng mà bây giờ muốn có tiền để mình có thể là uh, đi chơi sang đó mình có mua sắm gì mình cũng sẽ thoải mái hơn ấy và tháng đó anh chị biết không tới ngày 27 tháng 2 luôn mà Tú vẫn đang thấy có đơn hàng về anh chị nhưng mà tôi vẫn tập trung vào số dư nha tập trung vào cái mục tiêu tài chính của mình và rất là tuyệt vời chính là cái ngày hôm đó tôi đã đạt được mục tiêu là, lợi nhuận là 50 triệu và sáng hôm sau là ngày Uh, 27 đúng không ạ? Ngày 27 là bay đi uh, Hàn Quốc. Và nhờ cái bí kíp này anh chị nha, cộng với nhiều cái bí kíp khác nữa. Thì trong năm đó tôi đã đạt được uh, uh, cái thu nhập là 10 con số đó, tôi chia sẻ với các anh chị là tháng 7 tháng tháng 11 tháng 12 tôi đã đạt được 10 con số nên là mới mua xe nè. Xong rồi có nhà nè, Rồi vòng quanh thế giới đi cho hai lần năm 2019. Ừ. Và từ đó về sau tôi bắt đầu dương anh chị. Dương tới thời điểm bây giờ luôn dương tới thời điểm bây giờ rồi anh chị nha và liên tục thu nhập mình nó gia tăng liên tục và cái sự thành công mình liên tục tăng trưởng quy mô mình liên tục tăng trưởng chỉ mới cái bí kíp nhẹ này thôi và cái bí kíp này nó đã được minh chứng không chỉ một bởi một mình tối anh chị nha mà còn bởi rất rất nhiều các anh chị em con lạc bộ và bao trong số anh chị ứng dụng cái bí kíp này và dòng tiền mình đã gia tăng lên tới chưa nói nhiều ít thì các anh chị cứ mình số một 000 đi ạ à. Vì chúng ta đang chứng minh với vũ trụ chúng ta biết quản lý tiền và chúng ta đang thể hiện bằng hành động của anh chị. À, cái thứ hai chúng ta đã theo dõi sự tập trung mình vào cái việc tự do về tài chính. Ừ. Và các anh chị nhớ tập điểm tiền nha. Tập điểm tiền. Ừ. Ngoài, ngoài cái việc anh chị đếm cái tiền trong cái hũ này nếu mà cái hũ nhà mình đào mình bỏ chưa nhiều ấy thì các anh chị có thể in ra cái file uh, cái mệnh giá tờ tiền 500.000 nó bằng giấy về đếm thêm à, các anh chị cắt cái cọc uh, tờ tiền uh, bằng sắp giấy A4 ấy. mình đếm anh chị à, mình đếm mỗi ngày ừ. tập đếm anh chị phải tập đếm tiền à, mình hình dung tưởng tượng bây giờ mình đếm tiền uh, số tiền nhau phải là 2 000 1 000 mà là gì 500 nghìn Ờ, à, 10 tờ 500 nghìn rồi 2, 200 tờ 2, 500 nghìn kiểu thế Để các anh chị giờ Yêu tiền lại từ đầu anh chị điểm tiền chúng ta tập cái cách cảm giác là mình yêu tiền trong uh, lại từ đầu của anh chị nha là khi anh chị bảo ý tài chính ấy là đó là cái cơ hội để anh chị có thể lấy tiền mình ra điểm mỗi ngày đó để mà các anh chị thấy rằng tiền mình đang tăng lên mỗi ngày tiền của mình nó đang gia tăng lên mỗi ngày anh chị nha và khi tiềm thức anh chị thấy là ngày uh, ngày qua ngày quỹ tài chính của mình là gì ngày càng tăng lên tiềm thức sẽ thấy được rằng a à, chứ như mình có thói quen quản lý tiền uh, và chủ nhân của mình gì nó sẽ giúp cho các anh chị giờ mỗi ngày cho qua tiền lại tăng lên tài sản lại tăng lên thì các anh chị càng ngày có nhiều tiền à bỏ vào trong cái quỹ đó nha anh chị nha trên cái việc anh chị đếm tiền ấy, hay bỏ quỹ cho tài chính là đang xây dựng cho anh chị cái niềm tin là tôi là nhà mà lý tiền xuất sắc tại bây giờ anh chị nói mà anh chị hành động ngược lại là vẫn chi tiêu một cách thoải mái xa xỉ à, thì nó sẽ chưa đạt được kết quả anh chị cho nên là mình đếm tiền xong mình nhớ ghi vào sổ nha như hồi nãy tôi muốn dẫn các anh chị đó ừ. mình rèn luyện cho mình những cái thói quen mới những cái uh, uh, niềm tin mới anh chị thay vì niềm tin cũ của mình nó chính là tiền vô rồi không thấy tiền vô rồi tiền ra là do cái khả năng quản lý tiền của mình không có tốt ấy bây giờ mình sẽ xây dựng lại cái niềm tin mới là thông qua cái hành động của mình là bỏ y tự do tài chính mỗi ngày Điếm tiền mỗi ngày để và mình sẽ thấy tiền mình gia tăng lên mình đừng có tự mình mình bỏ hai nghìn nhưng mà hãy tưởng tượng nó là 2 tỷ đi À, một sách tiền đó là cộng lại là 2 tỷ anh chị nha kiểu kiểu thế mình thấy mình giàu lên trời ơi trước giờ mình kiếm được tiền nhưng mà mình toàn thấy trên cái con số điện tử thôi mình chưa bao giờ uh, cầm tới cái tờ tiền mình đếm bây giờ mình đếm đi anh chị ui mình giàu quá tôi là người thành công tôi là người giàu có được không ạ ừ. thì cái kết quả bên ngoài của anh chị sẽ bắt đầu thay đổi nha được không anh chị ơi rất là tuyệt vời luôn và sau khi anh chị đếm xong thì bỏ vào Tiếm tiền xong bỏ vào retail tài chính đúng không? Ừ. Thì nhớ ghi lại nha. Được anh chị ơi. À, bao trong số anh chị nào ta, chúng ta nắm được bí kíp rồi thì mình số 1 nghìn nha. Đi mỗi ngày anh chị cái lúc nào mà anh chị thấy là gì? Anh cảm xúc và năng lượng này kia lấy hữu này ra đi. Đây là bí kíp nha anh chị nha. Ừ. À, chúng ta học ứng dụng của những người thành công thì chúng ta sẽ là người có kết quả của những người thành công tiếp theo và các anh chị nhớ nha mình có điểm tiền hay là mình có ăn mừng hay là mình có tuyên bố này kia mình nhớ là để ý xíu nhiều khi người thân của mình họ không có hiểu ấy. mình uh, tế nhị anh chị ha tinh tế xíu chứ không mà mình ngồi ghi ghi chép chép mà ngồi cười cười xong ngồi điếm điếm xong ghe yeah, ôm tiền cái xong người thân của mình nhìn mình bằng con mắt gì à ngạc nhiên chưa dạ cái xong hỏi không biết bé là ngồi trong dâm mà nói tối ngày bà cười hoài à, ờ bé nó là ai mà ngồi trong dâm mà cứ cười bà cứ cười hoài xong rồi là ngày mai thì không thấy anh chị lên dâm nữa nha nên là nhớ để ý trước sau một xíu tính điểm tiền hay tính ghi ăn mừng thành công hay là gì đó các kiểu vân vân thì phải để ý nếu mà các anh chị là uh, gia đình anh chị ủng hộ hay gia đình anh chị cùng học với anh chị thì tuyệt vời rồi còn nếu không có thì mình uh, nhẹ nhàng đóng vô cửa vô phòng đóng cửa phòng là anh chị nha anh chị nha tại vì người thân mình họ lo cho mình ấy chứ chúng ta đừng nói bảo thủ rồi uh, không có biết phát triển uh, tư duy vậy đọc sách đi là chút xíu nó có màn giao lưu võ thuật đó tại vì anh chị học đang có kết quả mà mình nếu kết quả mình nói gì cũng đúng đúng còn giờ đang có kết quả rồi, thì chắc chắn là phải điềm đạm anh chị hãy đặt mình vào vị trí của người thân của mình khi mà họ thấy cái điều đó thì họ cũng sẽ có những cảm xúc như thế thôi họ cũng sẽ lo lắng cho anh chị họ lo lắng cho mình đó cho nên là chúng ta phải biết cách đối nhân xử thế sao cho cho nó phù hợp anh chị nha chứ không phải là mới đọc sách chứ xong thấy kiến thức hay quá về nói gì đó. anh ấy À, là đọc sách đi à, học kinh doanh đi là xong là tới công chuyện nha còn mấy mấy anh rồi về nó vợ là chút xíu là ngủ dưới đất dạ yeah. đúng rồi tại vì giờ anh chị học anh chị hiểu chứ người thân anh chị có hiểu đâu tự nhiên vô cứ phán như đúng rồi À, nên là chúng ta chỉ nói cho những người họ hiểu và họ có nhu cầu thôi còn chưa hiểu thì anh chị không nên nói tránh trường hợp là ngày mai thấy không thấy online không thấy dù dùm luôn ừ. cho nên là có hai cái chìa khóa trong giao tiếp anh chị hãy đối xử với người khác như cách mà bạn muốn được đối xử phải đối xử với người khác như cách mà bạn muốn họ đối xử với mình và mình hãy đối xử với người khác như cách mà mình đã đối xử với chính mình nếu mà các anh chị muốn người khác đối xử với anh chị như nào thì các anh chị hãy đối xử với bản thân mình như thế Bây giờ anh chị không yêu thương bản thân mình Anh chị không trân quý những giá trị của mình Không biết ơn mình cứ chết móc, mình tối hoài Tối tối hoài Gọi là tối ngày vậy anh chị Thì đừng hỏi sao những cái người xung quanh mình Họ cứ chỉ trích mình Họ cứ chết móc mình Tại à, vì những cái gì bên ngoài của anh chị Chỉ biểu hiện cái bên trong anh chị đang Thái độ với chính mình như thế thôi Nên tại sao các anh chị là yêu quý Tố Anh chị là biết ơn cũng như là Trân uh, quý những cái giá trị của Tố Bởi vì Tố rất là tôn trọng cái Tôn trọng mình anh chị Cho nên anh chị cũng tôn trọng ngược là Tố Bởi vì mình muốn người khác đối xử với mình như nào, mình phải đối xử với chính mình như thế. và mình muốn người khác đối xử với mình như nào, thì mình phải đối xử với họ như thế. Đâu anh chị ơi. cho nên thành ra nếu các anh chị không muốn gia đình mình lo lắng ấy, thì mình ứng dự, à, gọi là mình à, nhớ là ứng xử cho nó khéo léo một xíu. gia đình mình họ thương mình nên là họ nhiều khi họ không hiểu ấy. họ bảo vệ mình đó anh chị nha. Ừ. nên là điểm tiền hay ăn mừng thành công hay là có nhiều anh chị là gia đình chưa hiểu gì hết trơn dán nguyên cái bản tâm nhìn tao đùng lên trên tường luôn nhà ô tô đồ quá trời quá đất <laughs> trong gia đình thấy lạ lạ thậm chí có nhiều anh chị tải hình của anh chị em coi lạc bộ thành công về xong dán lên hỏi hình con cái không dán lên dán hình bà nào <laughs> dán hình bé nào đấy nha nếu mà có yêu thương thì để trong điện thoại thôi nếu mà gia đình chưa hiểu được anh chị ơi à, Bao giờ trong số anh chị Chúng ta nắm được cái điều tôi vừa nói Mình số 1 nghìn đây ạ à. Khi anh chị thành công rồi chẳng ai nói gì mình đâu Anh chị yên tâm nha. Hãy thành công hãy im lặng để mà phát triển Để mà mình có cơ hội được học tập Bây giờ mà gia đình không cho học là coi như là Đang tài chính Đang người đang, đang thuận lợi dựng lên mà đã diện phải giải quyết vấn đề nữa giải quyết vấn đề mối, quan hệ ấy, cho cho chồng ủng hộ ấy, cho gia đình ủng hộ ấy nhiều anh chị nào mà không chịu được là coi như bỏ cuộc luôn đang học dung để mà gia tăng dòng tiền bây giờ mối quan hệ đang rất bình thường đang rất ok tự nhiên mình làm rùm rộ lên cuối cùng mà không cho học xong mà tài chính không không xong mà mối quan hệ cũng không xong cuối cùng mà mà chịu không nổi là bỏ cuộc luôn anh chị ừ. cho nên các anh chị hãy à, tôi hay nói chính là gì học tập cho im lặng đúng không ạ thành công và anh chị sẽ trở thành những cái uh, ngọn đuốc tia sáng phát sáng ra cho những người xung quanh của mình và nếu mà họ cũng mong muốn trở nên thành công và giàu có thì họ sẽ nhìn thấy cái tia sáng đó của anh chị và họ sẽ đi theo các anh chị ừ. cho nên bắt ban đầu tôi ứng dụng và tôi bắt đầu học về kinh doanh này tôi ứng dụng mình được hấp dẫn tiềm thức anh chị chúng muốn tập trung mà, ứng dụng và giúp cho mình thành công trước và khi tôi thành công rồi tự nhiên mình trở thành uh, và gia đình của mình họ cũng bắt đầu họ tin ừ nha anh chị nha họ cũng tin và họ ủng hộ được anh chị ơi và mọi thứ nó đi trong một cái trật tự linh thiêng rất là dễ dàng và thuận lợi luôn cho nên nhiệm vụ của các anh chị hãy hãy học tập và ứng dụng đi và hãy thành công hãy ứng dụng và hãy thành công anh chị nha và các anh chị sẽ trở thành cái tia sáng cái ngọn đuốc phát ra ánh sáng và nó sẽ phát sáng cho những cái người thân của mình những người xung quanh của mình họ thấy được ánh sáng đó và họ sẽ đi theo mình ừ. Được không ạ? Đấy. Rồi ok các anh chị Thì đó chính là cái nội dung tôi muốn chia sẻ các anh chị Trong cái buổi tối ngày hôm nay Bí kiếp số 10 và bí kiếp số 11 Nhớ ứng dụng ngay cái bí kiếp bổ y tiêu tài chính nha Tháng này anh chị thấy rất nhiều phép màu xảy ra đó Đơn hàng về ào ào Khách hàng ở cửa ngoài xếp hàng dài Phục vụ không hết luôn Tiền về từ mọi ngóc ngách anh chị Nhớ để dòng tiền về nha Không phải chỉ có tiền từ kinh doanh đâu Hồi sáng tôi có nói chỉ với một chị tự dưng là được ai đó cho 10 triệu cái hỏi tú cái này có phải tiền đạt mục tiêu không em dạ phải thế thế mà tháng vừa rồi chị không có tổng kết vào các anh chị nào mà chưa có xem cái video mà tôi chia sẻ cái cách anh chị tổng kết lợi nhuận của mình ấy. anh chị liên hệ chuyện những chương nhóm của mình để mà xem nha cái video mà để các anh chị biết cách tổng kết lợi nhuận ấy, để anh chị quan sát dòng tiền mình về trong tháng này người ta tặng quà mời anh chị ăn uống hay ai đó cho anh chị tiền hay ai đó ai đó thậm chí là trả tiền cho mình lãi suất ngân hàng hay là tiền từ bảo hiểm thất nghiệp tiền từ nói chung là đủ thứ tiền nó về các anh chị phải nhìn thấy để ăn mừng chứ không phải là cứ không phải tiền không phải từ kinh doanh em ơi nên chị không tính ủa chứ tiền cái tờ tiền này nó khác tờ tiền bên kia hả cái tờ tiền 500 này nó khác tờ tiền 500 bên kinh doanh hả nó như nhau mà vũ trụ đang mang cho anh chị những cái nguồn lực để anh chị đạt mục tiêu anh chị phải để ý. Chứ không phải là chúng ta bảo là phải đến từ kinh doanh chị mới nhận còn mấy cái kia là chị thấy là giống như hiển nhiên phải có. Anh chị mà không biết ơn Anh chị sẽ không có nhiều hơn đâu nha. Không biết ơn là không có nhiều hơn đâu. Rồi, cho nên là các anh chị nào mà chưa biết cách tổng kết để mà chúng ta tổng kết trong tháng tháng 9 ấy và mình phải xem coi tháng tám tổng kết có đúng không thì mới trung bình cộng hai tháng được thì các anh chị liên hệ chủ nhóm của mình uh, lấy cái video uh, túi chia sẻ chia sẻ anh chị nha được anh chị ơi ừ. rồi rất là tuyệt vời uh, rất là cảm ơn tất cả anh chị trong hành cùng tố và câu lạc bộ trong buổi tối ngày hôm nay uh, xin chào hẹn gặp lại tất cả anh chị vào 20 giờ tối ngày mai và những anh chị nào chúng ta uh, mong muốn học về kinh doanh thì mà chúng ta có những cái sự chuẩn bị nền tảng nó sẵn sàng cho những cái cơ hội ở phía trước giúp cho các anh chị có những sự đột phá về tài chính cũng như là tương lai huy hoàng về tài chính của mình trong những ngày tháng cũng như năm tháng tới đây thì các anh chị hãy liên hệ những vị chuyên nhóm của mình để tham gia vào nhóm rèn luyện doanh nhân, nhân anh chị nha đàn nào cũng phải học thôi anh chị ơi học sớm thành công sớm lăng tăng học ở ngoài thì mất thời gian và thậm chí là ứng dụng cũng biết ứng dụng được không tại vì con lạc bộ luôn chú trọng chia sẻ các anh chị những cái gì ứng dụng và ra kết quả ngay để mà các anh chị có được cái nhuệ khí và có được cái niềm tin để chúng ta vững bước trên cái hành trình phía trước cái gì cái phải có tài chính nè giờ không có tài chính rồi nói gì cũng không có được đâu anh chị nha ừ. rồi ok rất là tuyệt vời xin chào hẹn gặp tất cả anh chị vào hai giờ tối ngày mai nha bye bye